Hi mọi người, hôm nay là thứ chủ nhật tháng 4, ngày 23 tháng 4 năm 2022 ha các bạn. Hôm nay mình muốn update với các bạn về hồ cá nhà mình nè, và các cây ăn trái trong nhà mình, và cây nào đã ra trái và cây nào đã ra bông, và những cây táo tàu và những cây hồng, cây đào mà mình có các bạn ha. Mình sẽ cho các bạn coi khi mà nó nhu nhú lên và ra bông như thế nào, và trái của những cái cây thì, và những cái bông thì nó sẽ đặc điểm như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì mình cho các bạn coi những con cá con của nhà mình trước ha. Đây là palm food stick cho cá, cá koi ăn. Thông thường thì mình mua thì mình lên Amazon mình mua, nhưng mà Amazon thì bán cũng mắc lắm các bạn, cho nên thông thường mình sẽ Google loại một thùng 11 pound, và mẹ mình sẽ coi là những cái website nào mà họ bán rẻ nhất nha các bạn, thì mình sẽ lên đó mình order thôi. Mà khi mà các bạn mua một thùng 11 pound á, thì một cái thùng đó nó rất là bự, cá ăn sẽ được rất là nhiều hơn mà rất là lợi tiền. Còn nếu như mà các bạn mua mấy cái bịch nhỏ nhỏ trong những cái tiệm bán cá kiển á, thì nó rất là mắc các bạn ha. Một thùng đó bây giờ là khoảng chừng 65 đồng, tại vì mùa Covid với lại xăng lên á các bạn, thì nó cũng hơi mắc hơn chút. Chứ hồi xưa mình mua là chỉ có 45 đồng một thùng là 11 pound thôi các bạn. 11 pound thì cũng giống như là 5kg của Việt Nam mình á các bạn nha. 5kg loại đồ ăn cá này. Đó thì mình cho ăn thì cũng mình có cả thảy 30 con cá, thì cái này cũng last khoảng 2-3 tháng nha các bạn, 3-4 tháng đó, nhiều lắm á. Tại mỗi lần mình cho chỉ ăn 1/3 của ly này thôi, mà một ngày mình chỉ cho ăn 2 lần thôi nha các bạn. Thì đó mình cứ rắc ra dạy cho mấy bé cá ăn. Đây là bé cá này, là bé cá bự nhất trong cái hồ của mình. Trong hồ này của mình có khoảng chừng 30 mấy con các bạn, nhưng mà nhiều bé mà bự mập quá rồi mấy bé ăn rồi mấy bé bị bệnh, mấy bé chết, thì mình sẽ mua mấy cá nhỏ để mình nuôi trừ hao. Thì cho nên các bạn thấy mấy con cá nhỏ nhỏ xíu là mấy cá mình mới mua sau này. Trưa bây giờ là giữa trưa 2:30 ha các bạn, cho nên cũng hơi nóng, cá nó cũng không có thích lên ăn nhiều, thì cũng lên ăn nhưng mà thấy các bạn thấy còn nằm ở dưới đáy rất là nhiều, thấy không? Đây là bé này, bé màu trắng, bé này cũng mập ú nu, thấy bụng mập ú nu các bạn. Quay cho các bạn coi hồ cá mình chút, xong rồi mình sẽ update với các bạn về những cái cây ăn trái của trong vườn nhà mình ha. Bây giờ là cuối tháng 4 rồi, thì các bạn sẽ thấy là cái trái nó sẽ rất là nhỏ hoặc là nó chỉ ra bông thôi, nhưng mà tới khi mà giữa mùa hè hoặc là cuối mùa hè khi mà ăn trái được rồi thì mình sẽ update lên những cái cây ăn trái của mình tiếp tục để các bạn thấy ha. Rồi nếu như mà các bạn nào muốn coi là mình mua cây hay mua cá ở đâu thì cứ dịp vô hỏi mình, hay là đồ ăn cho cá ở đâu thì cứ vô hỏi mình ha. Có nhiều bạn hỏi mình mà mình không có biết là trả lời direct cho các bạn sao, thì các bạn cứ roll cái comment xuống thì các bạn sẽ thấy là mình cũng chỉ những bạn khác là mua cây ở đâu và mua những cái gì đó, những cái cây ăn trái hay cây táo tàu ở những website nào mà nó uy tín, mà nó bán đúng cái loại cây ha các bạn ha. Nhà mình thì trồng rất là nhiều cây phong. Đây là cây phong đỏ, nó kêu bằng rồng lửa các bạn. Đây là cây này, rồi cây này màu xanh. Rồi đây cây đằng kia cũng là cây phong nhưng mà loại lá khác cũng màu xanh. Rồi bên tay phải kia là cũng lá tư tư, cũng là cây phong nha các bạn. Nhà mình cây phong nhiều lắm, mình rất thích trồng cây phong. Mà cây phong Nhật thì nó lùng lùng thôi các bạn, nó không có cao, cho nên nhà nào mà bạn vườn nhỏ nhỏ thì nó sẽ không có chiếm diện tích nhiều. Mà khi các bạn nuôi cá thì nếu mà trồng cây phong nó che lại cái hồ cá thì hồ cá mình nó mát, cá nó sẽ ít bị bệnh hơn nha các bạn.
tại vì cá là